cho chúng ta là đẩy lùi lão hóa. Có nhiều người gặp nhau là ê sao nay nhìn mày trẻ quá vậy ta, à bà có bí quyết gì không, ông có bí quyết gì không, nay thấy giống hồi xuân quá vậy hả? À, thì cái đó là do sao ạ? Do cái người đấy người ta rất là biết cách chăm sóc bản thân. Xin chào quý bà con, mình là Quang, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Chào mừng quý bà con chúng ta đến với văn phòng trụ sở chính của siêu thị cây giống tại quốc lộ 57, ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đầu video, Quang xin phép được thay mặt toàn thể cộng sự, toàn thể team siêu thị cây giống kính chúc quý bà con chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự hành thông và bình an trong mọi sự hết bà con ha. Thì ngày hôm nay liên quan cái chuyên mục chia sẻ về sức khỏe thì Quang xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta một cái loại trái cây rất là giàu dinh dưỡng, mà loại trái cây này chúng ta có thể tự trồng được ở nhà cũng như là chúng ta có thể phát triển thành những cái vườn cây kinh tế để cung cấp cho thị trường. Tại vì Quang nghĩ bây giờ với tình hình diễn biến rất là phức tạp của dịch bệnh, cũng như là mọi người bắt đầu ý thức hơn về cái sức khỏe của bản thân, về sức đề kháng của bản thân, thì ai ai cũng đều sẽ bắt đầu ăn sạch uống sạch nhiều hơn, ăn nhiều trái cây hơn, ăn nhiều rau quả hơn. Và sản phẩm và loại trái cây mà ngày hôm nay Quang xin phép được đề cập tới đó chính là lựu đỏ Ấn Độ. Thì ngày hôm nay thì Quanh lại chưa có nhập được trái lựu đỏ Ấn Độ về đây, nên xin phép được sử dụng cây giống để chia sẻ với quý bà con của chúng ta. Trên tay Quanh đây là một cây lựu đỏ Ấn Độ hàng nhập khẩu nha bà con nha. Cây này thì mới vô chậu khoảng trồng được 2 tuần thôi mà cây đã bắt đầu ra bông rồi nè bà con nè. Cây bắt đầu đã ra bông rồi ha. Thì cây này khi bà con chúng ta trồng chậu hoặc trồng ở dưới vườn từ 9 tháng tới 12 tháng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho những cái lứa bông lứa trái để hình thành trái đầu tiên. Và một năm như vậy bà con chúng ta có thể thu được ít nhất là 2 lần. Tại vì một chu kỳ sinh sản của trái lựu nó tầm từ 4 tháng, 3 tháng tới 4 tháng. Như vậy thì một năm chúng ta có 4 quý thì chúng ta có thể, nếu mà bào mòn nó thì có thể là 4 lần thôi bà con ha. Tuy nhiên thì theo Quanh thì để làm kinh tế cho cây nó bền thì chúng ta cũng để tầm khoảng đó là hai vụ thôi nha bà con nha. Và cây lựu đỏ Ấn Độ này hiện tại đang được rất nhiều các chủ đầu tư quan tâm để mà trồng theo cái diện tích lớn từ 1 hectare tới mấy chục mẫu ha, tới mấy chục hectare ha bà con ha. Vậy thì cây lựu đỏ Ấn Độ này về cái giá trị kinh tế nó có những gì đặc biệt mà nó lại là một cây đang rất là hot trên thị trường như vậy? Thì giống như đầu video Quang đã chia sẻ với bà con chúng ta về cái tác dụng của cái trái lựu. Nếu mà nói về sức đề kháng thì bà con cũng biết là những cái loại trái cây mà nó có màu đỏ nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng rất là tốt đúng không ạ? Thì trái lựu đỏ, đặc biệt là lựu đỏ Ấn Độ, bà con để ý trên thị trường đi, lựu đỏ Ấn Độ lúc nào cũng bán được với cái trái bán được giá cao hơn rất nhiều so với lựu Peru, lựu Israel, lựu Ai Cập nha bà con nha. Vì sao ạ? Vì những cái thành tố dinh dưỡng có trong cái trái lựu. Thực sự ra khi mà cầm một trái lựu trên tay thì bà con chúng ta sẽ thấy là chúng ta coi như là ăn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không bỏ cái gì hết. Tuy nhiên là tùy theo khẩu vị của mỗi người, ví dụ như cái vỏ của trái lựu có cái vị chát chát đó, khi mà chúng ta ăn, chúng ta ép thành nước thì chúng ta có thể trị được táo bón, tiêu chảy, rất là tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột hay bà con ha. Còn khi chúng ta ăn cái trái lựu, khi mà chúng ta ăn những cái trái lựu, những cái hạt lựu như thế này thì chúng ta sẽ có một cái tác dụng rất là tuyệt vời, nhờ chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin B3 để giúp và vitamin E nữa ha bà con ha. Tự nhiên mình thấy cái da mặt mình, cái mình nhớ lại cái vụ mà làm đẹp ha bà con ha. Thì đầu tiên với những cái loại vitamin này, lựu nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cường cái sức đề kháng ha bà con ha. Thì nhờ những cái vitamin này nó kết hợp với protein có sẵn trong cơ thể, nó sẽ giúp chúng ta hình thành những cái tế bào kháng thể rất là tốt, tăng cường cái sức đề kháng, tạo cho chúng ta một cái áo giáp để chống chọi lại, đánh bật tan những cái con virus phía bên ngoài ha bà con ha. Nên chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm liên quan tới lựu. Và cái thứ hai, nó chống oxy hóa. Oxy hóa là sao ạ? Tức là ví dụ như chúng ta khoảng 40 tuổi, khi chúng ta ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu vitamin, đặc biệt là những cái vitamin có trong trái lựu, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là đẩy lùi lão hóa. Có nhiều người gặp nhau là ê sao nay nhìn mày trẻ quá vậy ta, à bà có bí quyết gì không, ông có bí quyết gì không, nay thấy giống hồi xuân quá vậy hả? Thì cái đó là do sao ạ? Do cái người đấy người ta rất là biết cách chăm sóc bản thân mình.
đã sử dụng rất là nhiều các cái dinh dưỡng và bổ sung vitamin cho cơ thể, thì vitamin trong trái lựu là một cái đề xuất rất là tuyệt vời cho việc chúng ta ngăn ngừa lão hóa, chống cái sự già cả đi ha bà con ha, chống cái sự già nua đi ha. Chúng ta có thể là già về mặt tuổi tác, nhưng về tinh thần, về sức khỏe, về vóc dáng, về làn da thì chúng ta vẫn mãi mãi giữ được một cái tuổi thanh xuân gọi là hoài hoài ha bà con ha, rồi giống như ác quỷ không bao giờ già ha bà con nghe. Nghe tới đó thấy sợ quá, không dám ăn lựu nữa luôn. Và tiếp theo thì Quanh nghĩ là một cái này liên quan tới các chị em phụ nữ rất là nhiều nè ha. Lựu nó có cái tác dụng làm đẹp rất là tốt. Trên tay Quanh đây là hai sản phẩm được chế biến từ trái lựu ha bà con ha. Đây là sản phẩm mặt nạ lựu ha bà con ha, có xuất xứ từ Thái Lan, và một cái sản phẩm này có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sản phẩm này có tem phụ ở phía sau. Sản phẩm nước ép lựu cộng với táo này có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Và cũng như rất nhiều video khác mà Quanh đã chia sẻ và đề cập tới quý bà con chúng ta, là Quanh nói là lựu nó có nhiều cách để chế biến. Như hạn như là hàng đẹp, hàng ok, chúng ta đi hàng tươi vô các cái siêu thị, đi xuất khẩu. Những cái hàng nó lọt lại loại 2 chúng ta có thể đi hàng chợ, và những cái hàng lọt lại loại 3, coi như giờ trái nó bi quá thì chúng ta có thể là bán cho các nhà máy để họ chế biến thành những cái loại sản phẩm như thế này ha bà con ha. Họ sẽ ép ra, họ lấy nước, họ lấy vitamin, họ lấy những cái thành tố quan trọng có trong trái lựu để mà họ chế biến thành những cái loại thực phẩm dinh dưỡng. Cái loại này cũng khá là đắt nha bà con nha. Rồi, thì khi mà uống những cái nước dinh dưỡng này vào thì sẽ giúp cho phụ nữ của chúng ta và cả phụ nam nữa trở nên là khỏe khoắn hơn, đẹp hơn ha. Da của Quanh thì mà con thấy là thật sự là Quanh rất là thích ăn nhiều rau và cũng như nhiều trái cây, nên là mặc dù là Quanh đi ngoài nắng rất là nhiều, đi vườn rất là nhiều để chăm chút vườn cho quý bà con, tuy nhiên là da của Quanh nó vẫn giữ được một cái độ bóng, mặc dù nó không có trắng đẹp giống như Ngọc Trinh, nhưng nó vẫn giữ được một cái độ bóng, một cái độ sáng, là cũng nhờ là Quanh sử dụng những cái loại mặt nạ giàu vitamin. Đặc biệt là Quanh rất là thích mặt nạ lựu ha bà con ha. Những cái mặt lạ này có cái thành phần vitamin rất là cao, được chiết xuất từ lựu đỏ Ấn Độ, nên là Quanh cảm thấy rất là tuyệt vời. Và một tác dụng nữa tiếp theo của lựu đỏ Ấn Độ nó liên quan tới cái việc là về tim mạch. Hiểu như bà con cũng biết, khi mà trái tim chúng ta khỏe, nó sẽ giúp cho chúng ta cả một cơ thể đều khỏe đúng không ạ? Trái tim là nguồn cơ của mọi sự. Thì lựu đỏ Ấn Độ nó sẽ có một cái thành tố gì đó mà nó cái tên khoa học nó rất là dài, Quanh xin phép không được nêu ở đây. Nó sẽ giúp cho cái trái tim của chúng ta hoạt động trở nên nhịp nhàng hơn, cơ van tim nó trở nên khỏe khoắn hơn. Những cái mạch của chúng ta sẽ trở nên gọi là co giãn tốt hơn ha bà con ha. Từ đó giúp cho cuộc sống của chúng ta một cách thoải mái và dễ dàng hơn. Rất là tốt cho hệ tim mạch nha bà con nha. Và một cái quan trọng nữa nó liên quan tới các anh nam giới, mà cái này chắc là mấy anh phải vừa mua cho vợ mình ăn cũng như là vừa tự mình phải ăn luôn ha. Mấy anh không ăn nhiều được thì chúng ta có thể ép tươi, hoặc là chúng ta có thể mua những cái chế phẩm mà được ép sẵn như thế này về để chúng ta có thể dùng trong gia đình của mình. Đó là nó liên quan tới vấn đề là sinh lý nam nha bà con ha. Nó sẽ giúp cho cái việc sinh lý nó trở nên dễ dàng hơn. Cái này nói ra thì nhiều khi người Việt Nam chúng ta cảm thấy ngượng miệng, nhưng thật sự bây giờ Quanh cảm thấy rất là vui vì những cái trường phổ thông, trường trung học đã bắt đầu phổ cập về vấn đề tình dục để các em có thể là tự bảo vệ bản thân mình, tránh những cái trường hợp gọi là những cái hệ quả xảy ra khi các em không được trang bị kiến thức. Thì sản phẩm này, sản phẩm về lựu, nó chứa vitamin nhiều, nó đặc biệt nó rất là tốt cho cái vấn đề về sinh lý đó bà con ha. Dạ. Và một cái nữa theo Quanh nhớ là nó rất là tốt cho cái hệ bài tiết nè, tốt cho cái hệ cơ xương khớp nè. Nó sẽ làm tạo cái sức bôi trơn ở các cái đầu khớp, giúp cho cái khớp chúng ta vận động thoải mái hơn ha bà con ha. Thì Quanh nghĩ với những cái tác dụng tuyệt vời của trái lựu như vậy thì quý bà con chúng ta sẽ thấy một trái lựu là một trong những cái trái mà chúng ta nên sử dụng mỗi ngày. Và để mà có được những cái trái mà chúng ta nên sử dụng mỗi ngày như vậy, nếu chúng ta mua trái mà hàng nhập khẩu về á, lựu đỏ Ấn Độ nó sẽ có giá bán trên thị trường tại những cái cửa hàng trái cây cao cấp nha bà con nha, là từ 350.000 tới 500.000 một kg. Còn lựu Peru theo giá của Quanh đang tham khảo thì nó có giá từ 165.000 tới 200.000 đồng một kg. Bà con thấy có một cái sự chênh lệch rất là rõ ràng giữa hai cái lựu này đúng không ạ? Thì lựu đỏ Ấn Độ được đánh giá là một trong những trái lựu có cái vitamin, hàm lượng vitamin cao nhất so với các loại lựu còn lại. Thế nên là lựu đỏ Ấn Độ nó luôn luôn được chào giá với giá đắt hơn so với các loại lựu kia, và thị trường vẫn luôn luôn chấp nhận ha bà con ha. Vậy thì bây giờ đối với người dân Việt Nam chúng ta, bà con thấy không, bên Quanh là làm thương mại về cây giống, chăm sóc vườn cũng như là làm việc với các nhà xuất nhập khẩu rất nhiều, mà tại thời điểm này bên Quanh cũng chưa có gọi là
đặt được những cái đơn hàng lụa đỏ Ấn Độ về trực tiếp. Tại vì lụa đỏ Ấn Độ họ sẽ ưu tiên đi những cái nước mà phát triển trước, rồi sau đó những cái đơn hàng ở Việt Nam chúng ta mới về. Thế nên là Oanh muốn cái việc này để chúng ta ăn được một cái sản phẩm dinh dưỡng từ trái cây là lụa đỏ Ấn Độ một cách chủ động hơn, thì Oanh đang kết hợp với một vài công ty nữa để phát triển cái trái lụa đỏ Ấn Độ tại Việt Nam. Thì trước tiên chúng ta sẽ phục vụ cho người Việt Nam trước, chúng ta trẻ khỏe đẹp trước ha bà con ha, và sau đó chúng ta sẽ xuất khẩu cái trái lựu đỏ Ấn Độ sang các nước gia khác đang có nhu cầu như Nhật Bản, Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Singapore, châu Âu. Châu Âu thì chúng ta sẽ kỹ hơn chút xíu ở vấn đề là phân thuốc làm sao cho nó không bị chất cấm là được, đúng không ạ? Và cái quan trọng nữa là lựu đỏ Ấn Độ này là một cây kinh tế cao. Quanh ước tính chỉ cần một mẫu lựu đỏ Ấn Độ mà khi mà trái mà nó gọi là trái cây ở giai đoạn trưởng thành á là khoảng 3 năm tuổi á, mà giá chỉ cần khoảng 50.000 đồng 1 kg tại vườn thôi, thì chúng ta một hết đó thì chúng ta đã có cái số tiền rất là tuyệt vời. Và biết muốn tuyệt vời như thế nào, bà con có thể gọi vào số hotline trên màn hình để các bạn chuyên viên có thể là hỗ trợ cho quý bà con về con số đó. Chúng ta có thể vỡ òa hạnh phúc khi chúng ta đầu tư cho 1 hectare lựu ha bà con ha. Và đặc biệt là cây lựu á, nó chịu khô hạn rất là tốt. Đặc sản của Việt Nam chúng ta bây giờ là dư nắng rồi hả bà con ha, thì cây lựu nó sẽ giúp cho chúng ta là chịu hạn rất là tốt, hạn chế tưới nước, và nó rất là dễ chăm sóc hả bà con ha, rất dễ chăm sóc, rất dễ làm trái. Như này mới vô chậu thôi bạn ấy đã đẻ ra những cái bông rất là xinh như thế này rồi. Còn đối với những quý bà con chúng ta không làm nông thì chúng ta có thể lấy những cây lựu đỏ Ấn Độ này về, chúng ta thay vô những cái chậu lớn tầm đường kính tầm khoảng 40 cm và đặt ở những nơi có nắng chói chang bà con ha, để chúng ta cũng sẽ có những trái lựu Ấn Độ do tự ta mình trồng. Và đó là một cái niềm vui sướng của bản thân người trồng, của những thành viên trong gia đình, cũng như của những người hàng xóm khi chúng ta được chia những trái lựu Made in Việt Nam do gọi là hàng handmade bà con ha, hàng tự mình làm bà con ha. Quanh cảm thấy rất là thú vị cũng như là rất là chờ đợi những cái siêu phẩm về lựu đỏ Ấn Độ của quý bà con chúng ta gửi đến siêu thị cây giống, được không ạ? Rồi, một lần nữa, với những cái sản phẩm dinh dưỡng được chế biến từ lựu, chúng ta có thể ăn tươi nè, chúng ta có thể là ép nước uống giống như là bạn từ Thổ Nhĩ Kỳ này, hoặc là chúng ta có thể chế biến thành mặt nạ, chúng ta có thể sản xuất những cái sản phẩm da ua lựu đỏ Ấn Độ, hoặc chúng ta có thể sản xuất những cái sản phẩm mặt nạ, rồi kem chống nhăn, vân vân, các cái sản phẩm liên quan tới vấn đề dồi dào vitamin thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng trái lựu. Thì cái cách chế biến lựu đỏ Ấn Độ hiện tại bây giờ gọi là quá là dễ dàng và quá là phổ thông như vậy, nên chúng ta mạnh dạn trồng lựu đỏ Ấn Độ ha, để mà chúng ta đáp ứng trước hết cho thị trường Việt Nam và sau đó là thị trường xuất khẩu được nha bà con nhé. Ok quý bà con, Oanh nghĩ là Oanh đã dành của quý bà con hết 12 phút quý báu của cuộc đời mình rồi. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã dành thời gian để lắng nghe sự chia sẻ của Oanh về tác dụng của lựu đỏ Ấn Độ và những cái chế phẩm liên quan tới lựu đỏ Ấn Độ, và cũng như những cái tiềm năng của lựu đỏ Ấn Độ. Một lần nữa cảm ơn quý bà con, và sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin về lựu đỏ Ấn Độ. Mời quý bà con chúng ta đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những người bạn cũng đang có cái sự yêu thích với những loại trái cây giàu vitamin và đặc biệt là lựu đỏ Ấn Độ nha bà con nhé. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.